Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ AC Milan và câu lạc bộ Chelsea. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ tư của vòng bảng giải UEFA Champions League của hai đội. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 10 và các cầu thủ Milan sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Chelsea sẽ là những người đánh giá của trên và sẽ chấp đội chủ nhà Milan với mức kèo là 0,25. Mức kèo phải hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu trận này là 2,5, 2,25 và hai trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần gặp nhau gần nhất của Milan và Chelsea, Milan thắng 1 và để thua tan nát 4 trận trước Chelsea. Năm trận thi đấu gần nhất của Milan thì Milan thắng 3 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của Chelsea, Chelsea thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội khách Chelsea chấp 0,25 hoặc là an toàn các bạn nên lựa kèo đồng. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Chelsea phải đi làm khách trước Milan, một đối thủ cực kỳ khó chịu ở bán đấu này. Tuy nhiên thì xét về thể lực cũng như là chiều sâu đội hình ở hiện tại thì Chelsea cũng đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Milan. Thứ hai thì xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu á thì Chelsea họ cũng đang vượt trội hơn so với Milan nữa. Những lần đến làm khách trên sân của Milan thì mình thấy là đa phần là Chelsea đều có chiến thắng mang về. Và ở bảng đấu này thì chính Milan là cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp đối với Chelsea, cho nên mình dự đoán trận này bằng mọi giá Chelsea họ phải quyết tâm cao độ để đá vào được Milan để tiến gần hơn với tấm vé vào vòng sau. Với cái mức kèo chấp hay này thì nếu mà Chelsea đá đúng thực lực của mình, vượt qua được Milan với cách biệt là một bàn thôi thì chúng ta chọn cổ Chelsea, chúng ta đã thắng kèo rồi. Trong trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cổ đội khách Chelsea đồng banh hoặc kèo chấp đồng nữa, mình nghĩ sẽ rất là sáng cho bạn. An toàn thì các bạn chịu thiệt chút xíu đi, đi cổ Chelsea đồng banh là được rồi. Mức tài xỉu trận này là 2,5, 2,25 và hai trái. Thì cả Milan lẫn Chelsea đều là hai đội bóng có thực lực và đang có phong độ rất là tốt. Do đó trận này cũng nhiều khả năng là Milan với điểm tựa sân nhà thì cũng sẽ có bàn thắng một nửa của Chelsea nữa. Cho nên dự đoán trận này một phần nữa sẽ có từ 3 bàn trở lên hay là kết thúc 9 phút sẽ có số là 2-1 hoặc là 3-1 nhưng mà cho Chelsea hoặc một kết quả cao hơn nữa. Cho nên bạn tin tưởng mình nó ưu tiên đắc cửa tài trận này. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Chelsea, ưu tiên đắc cửa tài 2,5 hoặc là 2,25 không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài sẽ là một trái thì dự đoán hiệp 1 có thể là Chelsea là những người sẽ có bàn thắng về số trước khi mà 3/5 lần gặp nhau gần đây nhất thì Chelsea là những người có bàn ở hiệp 1. Hiệp 1 an toàn các bạn cũng nên lựa kèo Chelsea đồng banh để tài 2-1 thì vào nha. Tóm lại cho chốt kèo chọn cầu đội khách Chelsea và đá tài ở một cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh may mắn nha.